Ủa em, bữa nay đổi chỗ bán hả? À, đúng rồi. Dạ. Ủa? Ủa mà anh muốn... Anh là người không kẹt em đúng không? Kẹt cái gì mày? Bữa hả anh mua em mờ chậu, anh chín có 100.000 nào đó, mẹ chữ quá trời luôn nè. Trời ơi, cái đó bữa anh không biết thiệt. Mà nay, bữa nay lại mua lấy lòng lại nè nè. Nay mua lấy lòng thiệt. Mua hả? Ừ. Mà bữa hả là mẹ chữ em rồi, cái cha nói với em là chừng nào ai mua cái này là trả tiền gấp đôi mới bán, chứ không có tính gấp đôi nữa. Trời ơi, vậy thôi bữa nay anh trả gấp đôi bán luôn nha. Đúng rồi hả? Nè, bán anh 2 chậu đi, anh mua ủng hộ. Hả? Đúng rồi đâu? Thì cái này một tờ nè, anh gấp lại nó gấp đôi. Đúng rồi hả? Ừ. Rồi, ok. Buôn bán mà này chậm vẫn còn chậm ba. Bán anh đó nè. Đây, cảm ơn nha. Ừ. À, nhưng mà em ơi. Hả? Giờ thương người, em thương anh cái này nữa được không? Ủa cái gì, em là đó giờ cũng thương người lắm mà anh thương gì nữa? Cho anh mượn tiền anh trả tiền xe cái ơi. Anh em có 100.000 giờ mua ủng hộ em là hết tiền luôn rồi đó. Gì vậy? Cho mượn lên 100 chứ hả? Anh gửi xe hơi. Ờ, xe hơi tiền mắc lắm. Thôi thôi em lỡ em giúp rồi, em giúp cho anh cũng tốt bụng lắm. Rồi, rồi. Dạ, rồi cảm ơn nha. Cảm ơn anh mua ủng hộ em nha. Rồi, bữa khác quay lại mua. Mày bán như vậy là cha mày thương mày lắm á. Dạ. Ơi, mày cũng hèn dữ vậy.